Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Rất là cách đây 2 năm thì em có bị ốm rất là nặng. Xong rồi cũng tinh thần cũng đi xuống thì cũng rơi vào trạng thái mà cũng người ta hay gọi là trầm cảm. Mình không có cái cảm giác gì về những cái thứ xung quanh, thậm chí mình cũng không có cả những cảm giác về những thứ mà mình tưởng chừng mình yêu nhất như là âm nhạc. Thậm chí em cũng không nghe nhạc nhiều. Nhờ vào những cái sự yêu thương của mọi người, những người xung quanh là thì em quay trở lại được. Có những người anh em ở trong ban nhạc lôi mình đi hát trở lại. Và lúc đấy thì cũng có cái lời mời của một anh đạo diễn. Em đóng lại cái vở, em đóng một vở nhạc kịch. Một bạn đi vẽ, trên poster thì có hình của em. Xong bạn đi vẽ lại một bức hình chibi. Bạn ấy hâm mộ mình và bạn ấy tặng cái đấy cho mình, bạn ấy giấu mặt và gửi lại trong đoàn. Thì cũng thấy về bản thân mình cũng được sự yêu mến của mọi người, nó cũng giúp cho em một phần nào. Mình thấy cái lần đấy cũng là những cái thời gian mà em rất là vui, sống với tình cảm rất nhiều, tạo cho em một cái năng lượng rất là tích cực trong cuộc sống. Dạ, xin chào và vị ban giám khảo. Mình tên là Hoàng Phương và mình đến từ Hà Nội. Có lẽ là mình chờ cũng đủ lâu để hát ca khúc này dành tặng cho ban giám khảo, cho mọi người và một người đặc biệt nữa của mình. Ca khúc mang tựa đề là Có Em Chờ. Xin mời lắng nghe. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, anh đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi khôn trao nhau, anh đã biết không thể yêu thế mà. Cách em cười cong môi này, cách em lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Vì anh là người đàn ông em yêu, đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, cho anh về nhà em nhé. Có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Bình minh nào bao nhiêu đêm anh vẫn thao thức, vần thơ nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài. Và nếu khoảng cách là 1000 bước, em chỉ cần bước một bước, và anh sẽ bước mà 990 bước còn lại để bước về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai, nơi con tim anh thấy yên bình và mong thế thôi. Oh, would you wait for me, baby? Vì người đàn ông em yêu, đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, cho anh về nhà em nhé. Có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Tình yêu làm như ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tình đau đớn khôn nguôi. Vẫn yêu và yêu và yêu, yêu thế thôi. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Em hát
như là đang dạo chơi trên âm nhạc, trên beat vậy. Đoạn đầu rất là lôi cuốn. Và dần dần cái cảm xúc, cái lúc đầu của chị, chị đi ngang, đi ngang, đi ngang, đi ngang lãng đãng theo cái giai điệu bài hát. Mặc dù chị biết phần sau em đã dùng những cái kỹ năng của mình, dùng những cái mà điêu luyện của mình để cố gắng tạo ra một cái cảm xúc, nhưng mà chị không cảm nhận được, chị rất tiếc. Chị cần phải thật với chính mình và thật với khán giả. Chị không đồng ý. Chị không đồng ý. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cho em nói với cả chị Linh một chút xíu được không ạ? Em hát bài hát này với cái tâm trạng của một người mà đi xa, và có những người ở nhà thì chờ mình, phải tin và yêu mình lắm thì mới lại và chờ mình. Em rất là tôn trọng cái cảm xúc riêng của chị Linh, nhưng thực sự là bên trong em thì em có rất nhiều tình cảm. Có thể là nó không đến được với chị Linh, nhưng mà hy vọng là qua bài hát này đến được với người mà em yêu thương. Chị cũng hy vọng như vậy. Bạn có một giọng hát rất là tốt. Rất tốt. Chàng biết là Phương là một người rất có tư duy âm nhạc, và bạn hát rất có tính toán. Bài hát của bạn hát thật sự rất là hay, nhưng cảm xúc thì nó lại hơi chắp vá. Bạn hãy thử hát chân Phương hơn, mộc mạc hơn, thì tôi mới tin cái câu chuyện mà bạn kể. Tôi mới tin tình yêu mà bạn gửi tới cho người yêu của bạn. Chứ bây giờ thì chưa tin lắm. Người nghệ sĩ hát giỏi là người nghệ sĩ phải, dù trong con người mình cảm xúc chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng mình phải thổi phồng được nó lên. Thì lúc đấy khán giả mới tin câu chuyện mà mình kể, tin vào tình yêu mà mình giải bày, tin vào sự chia ly mà mình nói. Chàm chọn bạn, nhưng lần sau hãy hát theo một cách khác để thuyết phục mình. Trước giờ Phúc thực sự là rất là thích ca khúc Có Em Chờ, mà cũng nghe rất là nhiều bản, các phiên bản khác nhau. Nhưng mà cái phiên bản anh Phương thể hiện trong chương trình ngày hôm nay thì nó rất là thú vị, tại vì nó rất là lắt léo. Khi mà đang nghe anh hát từng cái đoạn này thì lại muốn biết để xem những cái phần tiếp theo anh sẽ xử lý ra sao với cái ca khúc này. Cái đoạn rap đó là anh thêm nhạc vào hay sao? Anh tự thêm đúng không? Anh hát theo cái beat, mình flow theo cái beat đó thôi. Anh cũng cố để làm sao hát là rap, nhưng mà nó cuối cùng nó lại ra một cái gì đấy. Không, nó như thế thì mới hay, mới tạo nên điều đặc biệt. Và thực sự là những cái điều như vậy em rất là thích, và cũng như là rất là khuyến khích tất cả thí sinh, tất cả các anh chị thí sinh làm được cái điều như vậy. Và Phúc quyết định chọn. Cảm ơn anh. Và còn một điều nữa là nãy anh hát ca khúc Có Em Chờ, nhưng mà anh lại bảo là anh chờ ngoài quá lâu rồi, thì thực sự đấy vẫn chưa phải là có em chờ hay có anh chờ. Đấy mà hát bài đấy là phải chờ được lâu chứ. Nó hát mà chờ bởi được lâu. Bởi vậy mới nói là chưa có chân thành, chưa thấy cảm xúc đâu đấy. Dạ, đúng. Em chân thành hay không thì có em mà người này sẽ biết. Hãy giữ được cái món quà này nhá. Chúc mừng, chúc mừng. Mấy người chọn là anh? Hai người. Đưa Phúc với ai? Phúc với Phúc. Sân khấu rất là đẹp, nhưng em thấy đáng để được.